Xin chào bạn. Vậy là chúng ta đã nói về hai tiêu chí đầu tiên của thành công là nghĩ lớn, think big, và khởi đầu nhỏ, start small. Và video hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với bạn suy nghĩ của mình về một tiêu chí thứ ba, đó là học thật nhanh, learn fast. Tôi sẽ giải thích với bạn tại sao đây là yếu tố rất quan trọng để thành công, đặc biệt là trong kinh doanh, trong môi trường đầy biến động và thay đổi với một tốc độ chưa từng có như hiện nay. Nào, video của chúng ta ngày hôm nay sẽ không nói về các vấn đề học kiến thức mới hay là việc học tập của các bạn học sinh, sinh viên sao cho nhanh và hiệu quả. Đó có thể là một chủ đề cho một video khác. Vấn đề về học nhanh, learn fast mà tôi muốn trao đổi với bạn trong video này, đó là về lĩnh vực kinh doanh, khởi nghiệp, bởi vì đó là yếu tố quyết định cái sự thành công nhanh hay chậm, mà thậm chí là cả sự thất bại của bạn. Chúng ta đều biết rằng, những người làm kinh doanh, làm buôn bán, những người chủ doanh nghiệp luôn phải vận hành với một suy nghĩ rất nhanh để tồn tại. Tốc độ là một điều hiển nhiên bạn cần phải có khi làm kinh doanh. Tại sao lại như vậy? Có 3 lý do bạn và cả doanh nghiệp của bạn cần phải học thật nhanh để thành công. Hay nói theo một cách cụ thể hơn thì trong thời điểm hiện nay, tốc độ là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Lý do thứ nhất, nếu bạn không nhanh thì đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ nhanh hơn. Nào, trong thời buổi mức độ cạnh tranh ngày một cao trong bất kỳ lĩnh vực nào, cộng thêm việc các cách thức làm ăn kinh doanh truyền thống đang dần được số hóa với công nghệ Internet, thì việc nắm bắt được sự thay đổi và cải thiện chính mình là một điều hiển nhiên ai cũng cần phải có tư duy đó. Đó là một điều rất rõ ràng đối với những công ty, những tập đoàn lớn, nhưng ngay cả những công ty nhỏ hoặc là những người làm kinh doanh cá nhân cũng cần phải hiểu như vậy. Tôi đã từng làm cho các tập đoàn toàn cầu và các công ty đa quốc gia và tôi hiểu việc thường xuyên nghiên cứu phát triển để đón đầu xu hướng của thị trường, đồng thời không bị các công ty đối thủ cạnh tranh vượt mặt quan trọng như thế nào. Rất nhiều tiền, rất nhiều khoản ngân sách khổng lồ được chi ra cho cái việc nghiên cứu và phát triển để không bị tụt lại đằng sau trong cuộc chạy đua đó. Một ví dụ rõ ràng nhất của việc thất bại trong yếu tố này, đó là hai thương hiệu điện thoại mà hầu hết chúng ta đều quen biết, đó là Nokia và BlackBerry. Đây là hai thương hiệu điện thoại chính của những năm 1990 và năm 2000. Tuy nhiên, hai cái tên tuổi này gần như đã không còn được nhớ đến trên thị trường, hoặc là không cạnh tranh được trên các cái thị trường lớn là smartphone. Chắc bạn cũng nhận thấy cái điều đó. Đây là hai tên tuổi huyền thoại đã làm mưa làm gió một thời. Tuy nhiên, giờ đây thì không còn mấy ai sử dụng điện thoại của họ nữa, đặc biệt là BlackBerry. Đó là bởi các doanh nghiệp này quá chậm chạp và thậm chí là bảo thủ trong việc thay đổi bản thân của mình cho phù hợp với cái nhu cầu mới. Đặc biệt là BlackBerry, họ quá bảo thủ với những gì đã xây dựng được trong quá khứ, cương quyết không làm mới hoặc là làm không tới, cho nên giờ đây cái tên BlackBerry gần như là không còn trong tâm trí của người tiêu dùng nữa. Hoặc đơn giản như việc kinh doanh nhỏ cũng vậy. Tôi lấy ví dụ đối với công việc kinh doanh nhà hàng và trung tâm tổ chức tiệc cưới trước đây của tôi chẳng hạn. Các nhà hàng cạnh tranh với nhau bằng cách thường xuyên tạo ra, thiết kế ra những món ăn mới, những thực đơn mới, hấp dẫn hơn, phù hợp hơn, cuốn hút hơn đối với nhu cầu của thực khách. Những ai thất bại trong cái sự cạnh tranh này là những người không thể đi kịp được trong cái cuộc đua thay đổi đó. Bởi vì khi cạnh tranh cao, khách hàng sẽ có nhiều sức mạnh hơn và họ sẽ luôn chọn những người bán hàng có những sản phẩm hoặc dịch vụ tốt nhất, hợp với xu hướng nhất. Chính vì thế, chậm thay đổi là một trong những nguyên nhân lớn nhất của việc thất bại trong cạnh tranh. Lý do thứ hai, thay đổi nhanh là điều mà khách hàng luôn kỳ vọng. Nào, bạn có thể để ý là tại sao mỗi năm các công ty điện thoại là phải liên tục đưa ra những sản phẩm mới? Tại sao các hãng xe hơi luôn phải có những phiên bản nâng cấp mỗi năm một lần? Và rồi cứ 4 năm hoặc 5 năm thì lại phải thay đổi lại toàn bộ cái dòng xe đó. Nếu như trước đây một chiếc điện thoại có thể giữ nguyên cái kiểu dáng thiết kế từ 2 năm đến 3 năm, thì giờ đây 1 năm thay đổi một lần là điều bắt buộc trong cái lĩnh vực này. Đó là bởi cái việc thay đổi này đã được trở thành một tiêu chuẩn, một kỳ vọng chung của khách hàng. Khách hàng ngày nay muốn nhìn thấy cái sự đổi mới nhanh hơn, nhiều hơn, tiên tiến hơn. Và cái sự trung thành với một thương hiệu không còn quá cao nếu như có một thương hiệu khác nổi lên tốt hơn. Hoặc đơn giản như là bạn bán đồ thời trang, đồ thẩm mỹ, đồ mỹ phẩm chẳng hạn. Liệu bạn có thể cứ duy trì mãi một vài dòng sản phẩm bán liên tục trong nhiều năm được không ạ? Hay là khách hàng sẽ thường xuyên yêu cầu bạn phải cập nhật những sản phẩm mới nhất của Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Mỹ v.v. Bạn luôn phải tìm cách để có thể nắm bắt được xu hướng mới, học những cái nhu cầu mới, có phải không ạ? Chính vì lý do đó, nếu như bạn chậm trễ trong việc học nhanh và thay đổi nhanh thì bạn sẽ không thể đáp ứng được cái nhu cầu khách hàng. Lý do thứ ba, bạn càng học nhanh, doanh nghiệp của bạn sẽ càng phát triển nhanh chóng hơn. Nào,
chúng ta vừa nói tới hai điều khó khăn của việc bạn không thể bắt kịp tốc độ của bên ngoài. Tuy nhiên, một điểm tích cực của việc bạn và doanh nghiệp của bạn có thể học nhanh, đó là bạn sẽ biến chuyển một cách rất là nhanh chóng. Có một điều mà tôi đã nhận ra sau nhiều năm làm kinh doanh của mình và tôi muốn chia sẻ lại với bạn, đó là bạn chính là người có nguy cơ cao nhất gây ra sự trì trệ, sự chậm phát triển của doanh nghiệp hay là công việc mà bạn đang làm. Điều này đặc biệt đúng khi bạn là người làm chủ hoặc bạn quản lý một đội nhóm nào đó. Bởi vì lúc này cái tư duy, cái sự phát triển hay là cách thức làm việc của cả một tập thể sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cách nhìn nhận, vào khả năng, vào cách suy nghĩ của bạn. Bạn có thể trở thành nút thắt cổ chai cho chính doanh nghiệp hoặc công việc kinh doanh của mình chỉ bởi vì bạn không thường xuyên học nhanh và nhiều các kỹ năng mới, các kiến thức mới để có thể nâng cao, cải thiện, cải tiến, bổ trợ cho công việc của cả nhóm của mình, của doanh nghiệp của mình. Chính vì lý do đó, cho dù bạn có đặt mục tiêu lớn tới đâu, nghĩ lớn tới đâu và dù bạn có khởi đầu chắc chắn như thế nào, nhưng nếu như bạn không nhanh chóng bứt phá học những điều mới, thậm chí là học từ những bài học thất bại nhiều hơn để thay đổi mình, thì rất khó để bạn có thể vươn tới thành công như mong đợi. Và cái việc học nhanh ở đây không chỉ dừng ở vào một mình bạn. Hãy khuyến khích những người khác cùng tham gia. Hãy xây dựng một văn hóa luôn luôn học tập, luôn luôn đổi mới và tiến bộ. Tôi lấy ví dụ như tại một tập đoàn toàn cầu mà tôi đã từng làm việc trước đây. Tất cả các nhân viên, các thành viên trong phòng, trong nhóm được yêu cầu có một bài thuyết trình về một chủ đề bất kỳ liên quan tới lĩnh vực công việc mà họ làm và có thể giúp ích cho cả nhóm. Chính cái sự chia sẻ đó đã tạo ra văn hóa luôn luôn tìm tòi kiến thức mới, hỗ trợ cho chính mình và cho cả nhóm tại nơi tôi làm việc. Đây là cách rất hiệu quả để bạn và doanh nghiệp của mình có thể tiến xa hơn và nhanh hơn. Như vậy là tôi đã chia sẻ với bạn 3 tiêu chí mà bạn nên theo đuổi và áp dụng trong công việc của mình, đặc biệt là trong kinh doanh, bởi vì đó là một hoạt động đòi hỏi nhiều tâm huyết, nhiều nguồn lực và thời gian trong dài hạn. Trước khi kết thúc video này thì tôi muốn nhắc lại một lần nữa 3 tiêu chí đó. Thứ nhất, nghĩ lớn. Thứ hai, khởi đầu nhỏ. Và thứ ba, học thật nhanh. Chúng ta sẽ nói tiếp về các kỹ năng bán hàng và marketing hiệu quả khác trong các video tiếp theo để giúp bạn nâng cao chất lượng công việc hàng ngày của mình. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những kiến thức như thế này thì hãy subscribe channel Coach Duy Nguyễn, chọn chuông thông báo để được thông báo về những video mới nhất. Tôi biết có rất nhiều vấn đề bạn muốn biết để giúp ích cho công việc hiện tại của mình. Vì vậy, hãy comment câu hỏi của bạn vào phía dưới video này để tôi tư vấn cho bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn một ngày hiệu quả. Hẹn gặp lại. Xin chào.